Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của tôi. Hôm nay tôi cùng các bạn đến khám phá nhà thờ gỗ ở Cô Tô. Đây là một nhà thờ đã được xây dựng hàng trăm năm nay với kiến trúc độc đáo của vùng Tây Nguyên. Xin mời cùng các bạn đến với cùng tôi đi khám phá bên trong của nhà thờ. Let's go! Trong và ngoài nước đến tham quan. Hy vọng qua video này hay.